Song Hye-kyo đáp trả gắt vì liên quan đến bê bối chất cấm của tình cũ Yoo-ah-in lộ quan hệ thật. Trước bê bối chấn động của Yoo-ah-in, mọi nhất cử nhất động của Song Hye-kyo đều trở thành tâm điểm bàn tán. Những ngày qua, Song Hye-kyo liên tục bị réo tên vào ồn ào chất cấm này, khiến nữ diễn viên phải có hành động gắt. Suốt những ngày qua, Yoo-ah-in phải đối diện với bê bối lớn nhất trong sự nghiệp liên quan đến chất cấm. Trước khi vụ việc bị phanh phui, Yoo-ah-in là ảnh đế trẻ nhất của Hàn Quốc, nam diễn viên sinh năm 1986, được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp, kỹ năng đóng phim xuất sắc và không ngần ngại thử các vai diễn mới. Yoo-ah-in vinh dự nhận giải ảnh đế trong lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41 diễn ra vào năm 2020. Bên cạnh đó, anh cũng nhận về vô số giải thưởng danh giá như giải thưởng nghệ thuật Bách Sang, giải thưởng điện ảnh châu Á, giải thưởng nghệ thuật điện ảnh Chunsan. Ngay sau khi vướng phải nghi án sử dụng chất cấm, anh đã bị hàng loạt thương hiệu lớn hủy hợp đồng. Nhiều thương hiệu đang hợp tác với anh đã ngay lập tức ẩn đi đoạn video có sự hiện diện của Yoo-ah-in cũng như toàn bộ hình ảnh liên quan tới anh. Toàn bộ những hình ảnh của nam tài tử trên các sàn thương mại điện tử cũng đều bị gỡ bỏ. Khán giả hâm mộ chấn động khi Yoo-ah-in đang bị cáo buộc sử dụng cần sa và tiêm chất propofol 73 lần trong một năm. Hiện sự nghiệp của Yoo-ah-in đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Nhiều khán giả hâm mộ tiếc cho tài năng, những vai diễn ấn tượng và dấu ấn Yoo-ah-in từng có được trong ngành công nghiệp phim xứ Hàn. Bên cạnh Yoo-ah-in thì Song Hye-kyo những ngày qua cũng bị réo gọi, vốn là người kín tiếng về các mối quan hệ của mình, đặc biệt là sau khi đổ vỡ hôn nhân từ năm 2019. Tuy nhiên, Yoo-ah-in là người đàn ông đầu tiên cô đăng ảnh chung kể từ tháng 10 năm 2016. Tình bạn kéo dài gần 10 năm giữa Yoo-ah-in và Song Hye-kyo khiến nhiều người ngưỡng mộ. Yoo-ah-in luôn là sao nam hiếm hoi công khai ủng hộ Song Hye-kyo mỗi lần cô vướng phải lùm xùm gây tranh cãi. Tuy nhiên, khi ồn ào lần này của bạn thân diễn ra, Song Hye-kyo không có động thái nào nhắc đến tình tin đồn, thậm chí là liên tục rạng rỡ tham dự các sự kiện lớn. Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ chỉ trích Song Hye-kyo sống vô tâm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nghi ngờ về mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn này. Song Hye-kyo hoàn toàn đã biết việc Yoo-ah-in sử dụng chất cấm nhưng không ngăn cản. Trên trang cá nhân, Song Hye-kyo liên tục bị tấn công, từ chuyện chồng cũng có vợ mới đến chuyện bạn thân vướng bê bối. Chính vì vậy, Song Hye-kyo mới đây đã có màn đáp trả. Cụ thể, để không bị tấn công vô lý, trong 3 bài đăng gần đây nhất, người đẹp đều tắt bình luận. Trước đó, Song Hye-kyo hầu như đều mở bình luận ở tất cả các bài đăng công khai trên mạng xã hội, còn trong 3 bài đăng này, người đẹp đều tắt bình luận, chỉ mở cho bạn bè. Trước đó, thời điểm công bố ly hôn, Song Hye-kyo cũng có hành động tương tự đối với trang cá nhân của mình. Đây được cho là động thái đáp trả của Song Hye-kyo trước việc nhiều netizen để lại bình luận liên quan tới Song Joong-ki và cả Yoo-ah-in dưới bài đăng của cô. Tuy nhiên, có thể nói Song Hye-kyo hiện là người đau lòng nhất trước bê bối lần này của Yoo-ah-in khi tin tức nam tài tử bị bắt, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ mệt mỏi và che kín mặt tại sân bay. Cặp đôi có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn, mỗi khi một trong hai người đóng phim, người còn lại luôn gửi tặng một xe cà phê để động viên tinh thần. Đã từng có thời gian, cả hai vướng phải tin đồn hẹn hò, nhưng Song Hye-kyo đã phủ nhận và cho rằng Yoo-ah-in giống như một người em trai của cô. Bên cạnh đó, Yoo-ah-in cũng là bạn thân của Song Joong-ki, chồng cũ Song Hye-kyo. Yoo-ah-in thậm chí còn là bà mối cho cặp đôi song song và là người phát biểu trong đám cưới thế kỷ của cả hai. Sau khi cặp đôi đã đường ai nấy đi, có nhiều tin đồn cho rằng tình bạn của Yoo-ah-in và Song Joong-ki đã rạn nứt. Tuy nhiên, nam tài tử vẫn giữ mối quan hệ tốt với Song Hye-kyo. Vào ngày sinh nhật của Song Hye-kyo, anh vẫn tặng hoa và đăng ảnh chúc mừng sinh nhật cô trên mạng xã hội.